Sáng hôm nay em sẽ chạy ra Đại Lộc để mua giống keo. Mời các bác cùng theo chân em nha. Em sẽ đi chiếc xe này và một cây giỏ và một cây mũ. Cố gắng đừng có hư dọc đường nha. Mấy lần trước đi mua giống keo, em phải đi đò để qua sông, lượt đi và lượt về mất 20.000. Còn bây giờ thì có cái cầu đẹp rồi. Mong là bác lái đò có công việc khác để làm, có thu nhập tốt hơn. Em vừa tới vườn ươm rồi các bác ơi. Một cây là bao nhiêu cô hề? 500 đồng. Giá thể ươm keo giống cũng có đất và sơ dừa. Và đây là cây con, nó mọc rất là nhiều rễ luôn. Cái địa chỉ của mình là ở đâu vậy cô? Ở đây, Đại Sơn. Dạ? Thôn Tân Đợi. Thôn Tân Đợi. Xã Đại Sơn. Xã Đại Sơn. Các bác có tin không? Chừng này là 3.000 cây giống đó. Khi vừa về tới nhà, phải để keo giống chỗ mát và mở bung cái miệng bao như thế này. Bác nào ở miền núi mà có trồng keo á thì nhớ tìm mua giống cây này để trồng nha. Cái lợi đầu tiên á là nó rất là nhẹ, rất dễ dàng trong việc vận chuyển, nhất là khi các bác trồng ở địa hình dốc. Cái lợi thứ hai khi trồng giống cây này là tỷ lệ sống rất là cao luôn. Cái lợi thứ ba khi trồng giống keo như thế này là không cần phải xé bao bầu các bác nha. Nó vừa tiện vừa bảo vệ môi trường nữa.